Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở trước trung tâm thương mại Gạch Giá, hay còn gọi là chợ Gạch Giá đó quý vị. Ở đây có trưng một số cái cây như là cái pha bông để mà bán Tết đó quý vị. Đây là cây mai nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tham quan một vòng ở đây nhé. Ở đây có rất là nhiều chậu mai đang được trưng ra để bán nè quý vị. Có rất là nhiều khách cũng đang tham quan đây. Đây là những cái dàn mai. Okay. Ở phía trong đó là những cái chậu hạnh. Đây là những chậu hạnh và những cái chậu bông này quý vị. Hơi tối rồi. Tối rồi. Dạ. Đây một cái cây mai kiểm quá trời đẹp đấy. Đây là những loài cúc. Ở đây là khu vực trưng mai nè mấy người, mai để bán nè. Nha, những loại hoa giả. Phía xa đó là khu vực bán trái cây và các loại tạp hóa đó quý vị.
Còn đây là những cái khu vực mà được bán các loại hoa, hoa giả và các loại mai, các loại bông để trưng Tết đó. Đây là hướng dương nè quý vị. Cái loại mai ngô hay gọi là bắp cũng được trưng ra bán luôn nè quý vị. Còn đây là cái khu vực mà ăn uống vào buổi tối, ăn vặt đó quý vị. Sau đây sẽ mời quý vị cùng Lâm tham quan các những cái con đường mà đang trang trí chuẩn bị đón Tết nha. Còn đây là cái con đường Nguyễn Trung Trực trong những ngày cận Tết rồi quý vị. Người người thì đi mua sắm và các cửa hiệu thì trưng các mặt hàng ra để mua bán phục vụ cho các bà con nhu cầu Tết rồi quý vị. Đây là đi qua đường Cô Bắc Cô Giang rồi đó quý vị, hướng về phía Cạch Sỏi. Ở đây vào những ngày này thì tuyến đường Nguyễn Trung Trực rất là đông đúc. Đặc biệt là các chợ đó quý vị. Chút nữa Lâm sẽ đi ghé ngang cái hai cái đường mà được trang trí lộng lẫy nhất, đó là đường Lạc Hồng và đường khu Phú Cường nha quý vị. Đường Nguyễn Trung Trực này là chuyên về buôn bán cái đoạn mà từ Cẩm Tâm Quan đến Kinh Nhánh, đó là buôn bán về các loại quần áo thời trang nhiều hơn so với các đoạn khác rất là nhiều. Thank you.
đã tới ngã tư Âm Đề hay còn gọi là đường Nguyễn An Ninh cắt với đường Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Các cửa hàng giày thì cũng có nhiều khách hơn rồi quý vị. Trước mặt của chúng ta đó là cổng Tam Quan, biểu tượng của thành phố Rạch Giá đó quý vị. Đèn xanh đèn đỏ trước mặt chúng ta đó là giao lộ của đường Lạc Hồng với đường Nguyễn Trung Trực. Phía bên tay trái của màn ảnh đó là sân bay Lạc Hồng, sân Lạc Hồng trước đây. Sau đây Lâm sẽ đi qua cái về phải nha quý vị, về Lạc Hồng về hướng láng biển. Còn cái trang trí đèn chuẩn bị Tết nè quý vị. Mời quý vị cùng Lâm đi lại trục đường chính Nguyễn Trung Trực tiếp để mà đi xuống đường Trần Quang Khải với khu đô thị Phú Cường nha. Trên đường thì có trang trí những cái biển báo, những cái biển để mà chào mừng Tết, có trang trí thêm các loại đèn đó quý vị. Thì có rất là nhiều cái tiệm chụp hình cứ đó quý vị, trên cái đoạn đường này. Trước đây thì chỉ có 1-2-3 tiệm thôi, bây giờ rất là nhiều. Chẳng hạn như là Sweep Love, The Wheel, Hoa Cưới, Minh Châu, Gold Studio, Chí Phàng.
khu có thể đông đúc nhất của Rạch Giá đó vào những cái dịp đặc biệt tại thời điểm hiện tại đó là khu Phú Cường đó quý vị, vì có những cái trang trí rất là đặc biệt và có những cái khu để mà cho khách thưởng ngoạn. Phía trước đó là siêu thị điện máy Sài Gòn Nguyễn Kim đó quý vị, và đối diện với nó là đường Trần Quang Khải, là một trong những cái đường được trang trí rất đẹp ở đây. Đây là đèn được trang trí ở cái khu Trần Quang Khải này quý vị. Những cái biểu tượng rất là đẹp, những cái đó sen đó quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan cái khu Phú Cường nha. Đây là trước trên đường
đường 3 tháng 2 đây quý vị, để đi vào khu đô thị Phú Cường đó quý vị. Thì khu đô thị Phú Cường hiện đang được trang trí để mà đón cái Tết Mậu Tuất năm 2018 đó quý vị. Nhìn rất là đẹp. Quên nữa, ở Gạch Giá hiện giờ có một số cái quán gọi là tự chọn rồi đó quý vị. Giá thì 99.000 một người lớn. Thì có khoảng 4 quán. Nếu có dịp thì Lâm sẽ quay một trong một cái quán đó để mà quý vị cùng theo dõi nha. Đây là biểu tượng giống như là cái thời điểm mà Noel gì đó, cũng trang trí những cái đèn rất là nhiều màu sắc, màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu tím. Qua biểu tượng cây thông khổng lồ hiện giờ đã được thay bằng cây mai khổng lồ rồi đó quý vị, ngay chỗ dòng xây của Phú Cường. Vào cái ngày Tết đó, thì ở đây rất là đông. Tại cái thời điểm mà Noel đó là ở cái khu quảng trường này là lúc nào cũng rất là đông đúc. Tâm nghĩ là Tết này cũng vậy. Ở phía trước mặt của chúng ta, nằm ở phía bên tay trái á, là có một cái dòng xây á, là có quán cà phê gỗ giá trị thời điểm đó là 30 tỷ rồi quý vị. Hiện giờ thì không biết là định giá như thế nào. Bữa nay rất là đẹp rồi. Từ xa chúng ta sẽ thấy được cái cây rất là lớn, đó là để là mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Thay cây thông Noel thành cái cây mai Noel, cây mai đón Tết rồi đó quý vị. Ở đây để Lâm đi vòng một vòng, mời quý vị cùng Lâm theo dõi cái khu này nha. Khu này có những cái nhà phố đang được xây dựng nè quý vị. Và cái khu này năm rồi cũng được trang trí để mà cho các bà con, cô bác của mình vào tham quan rồi để chụp hình. Nhìn rất là lung linh quý vị. Đèn trang trí các cái khu được trưng bày. Ở đây có các cái gian hàng để buôn bán rồi quý vị. Đây là cái khu gọi là khu phú gia của Phú Cường đó quý vị. Các loại trái cây đây, các loại bông cây kiểng đang bày bán khắp nơi.
thay cho cái khu đường hoa Năm Gò đó quý vị. Ở đây có nhiều cây mai, các cây loại cây kỷ nè quý vị, rất là đẹp. Wow. Bác ơi, mình ở đâu lại lần bác? Ở đây rồi. À, dạ. Cây đó đẹp quá trời. Thầy con cảm ơn. Ở đây chúng ta có thể mua các loại hoa về trưng Tết nè quý vị. Rất là nhiều, phong phú, đa dạng về chủng loại. Đây những cái loại cây kiển nè. Dạ. Dạ. Cái này mình lại ở đâu lại bán lên anh ha? Ở Sa Đéc. À dạ. Ủa anh lại đây lâu chưa anh? Hay là mới? À dạ, Năm Gò như em nhớ là cái đường bên kia mà phải không? Không, bán ăn máy bán Trần Khải. À đường Trần Quang Khải năm nay mới chuyển qua đây. Quá trời đẹp. Đẹp quá anh ơi. Dạ dạ. Màu gà. Màu gà dạ. Đó, hồng leo hả? Dạ. Quay hổ máy. Dạ dạ. Em cảm ơn. Tại sợ quay bị la. Ở gì đâu la. Quay dạ. Đâu mắt. Cái này buổi sáng quay chắc mới đẹp ha anh ha. Buổi chiều á, trời mặt trời vừa ha, muốn lặn gần lặn á. À. Dạ dạ, để ngày mai mốt em đi quay tí. Dạ. Ủa anh, cái này mình mướn hả anh? Thuê hết cái vụ là nhiêu? Hết. Thế nè. Dạ. 16 triệu. Nhiều quá. Đây là màu gà nè quý vị. Đây là các loại mai.
phơi mai nè quý vị. Có những cái khu vực trái cây rồi tắt rồi mai riêng nè quý vị. Đây là khu vực bán tắt đó quý vị. Những cái trái tắt rất là nhiều. Phía đó là một cái bonsai rất là đẹp quý vị. Có những cây mai rất là đẹp nè quý vị. Đây là những khu vực mai rất là nhiều. Đây là bông dạng thọ nè quý vị.
đây là khu vực chuyên bán vàng thỏi anh chị. Cúc tại đó. Rất là nhiều cô bác đang lựa chọn loại hoa, cái loại cây đi kiển nè quý vị. Đây có những cây 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 tắc. Năm nay về xuống đây có bộ nhộn nhịp hơn hả chú? Gãy hơn. Dạ, còn gãy hơn nhiều. Cái này chắc chưa có đủ đâu phải không chú? Dạ. Để vài bữa nó đủ đi quay cho nó đẹp. Qua này rất là nhiều người tham quan, quá trời đẹp nữa quý vị, để làm vô xem các bạn. Đây là cái cảnh đó quý vị, quá trời đẹp. Ô chị quay đến giờ được gì rồi? Dạ quay được mấy cái đường luôn rồi. Tại thấy cái này đẹp quá, vui quay. Hết chạy rồi. Quá trời. Đồ lan. Dạ. Vợ em sanh rồi đâu có đi được. Không là hai vợ chồng đi. Dạ bé gái. Dạ cũng nhận. Mê hoa đẹp quá hả, quay phim đi cho nó lên hình. con ơi đó là lấy cưa mấy góc đó cháu Bình, chúc con anh bự cam nhỏ 50 á, môi cưa liền. Chị chứ quay xì bánh với xì bò đó. Cái con nhỏ nãy nhỏ hồi chưa cũng tay đó. Nhỏ mà mập à? Đang gặp nó không? Gặp nó liếc không? Nó đi mình để cho gì? Không. Để nó chưa vô rồi. Quay đi chị. Đẹp phải quay chứ. Ừ.
vị có muốn chụp hình hay là có muốn giải trí vui chơi gì thì có thể ghé khu ở dưới đây, rất là đẹp, trang trí những cái đèn ánh sáng. Và cái khu hội buôn bán đợi đêm ở đây rất là đông đúc. Có cây mai, cây đào hai bên đó quý vị, và xe ở giữa. Đây quý vị, cây thông Noel diễn sang cây mai Tết rồi quý vị. Rồi cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị về bữa Lâm sẽ ra những cái video tiếp để về không khí đón Tết ở Gạch Giá nữa nhé quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo ạ.